vị và các bạn thân mến, trong công tác bảo vệ môi trường, để thay đổi được hành động, trước hết thì cần phải có những kiến thức đúng đắn, nhận thức rõ được điều này với mong muốn lan tỏa những thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường. Dự án điều tra về nhận thức, thái độ hành vi của học sinh về rác thải là tài nguyên đã được nhóm các bạn học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên thực hiện. Hãy cùng tôi tìm hiểu trong chuyên mục ngày hôm nay cùng với cô và trò nhà trường nhé. Chào cô giáo và các bạn ạ. Các bạn và cô giáo có thể giới thiệu cho em cũng như là quý vị khán giả được biết đến rõ hơn về dự án của mình thực hiện đúng không ạ? Dự án của chúng em ra đời với mục đích là tuyên truyền về câu khẩu hiệu rác không phải là sản phẩm bỏ đi, rác là một nguồn tài nguyên. Nhận thấy được cái vấn đề rác thải sinh hoạt hàng ngày xảy ra là tương đối lớn nên chúng em đã thực hiện tiến hành và điều tra với đề tài điều tra về nhận thức, thái độ hành vi của học sinh về mục tiêu rác là tài nguyên ở trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên. Về ban đầu cuộc điều tra thì chúng em đã thiết kế những câu hỏi trên Google Form và gửi về tất cả các lớp trên lớp trường của chúng em. Những nội dung câu hỏi thì bao gồm và xung quanh về vấn đề về môi trường như là các bạn làm thế nào để bảo vệ môi trường, các bạn đã biết phân loại rác thành mấy loại chưa và các bạn có thể làm gì để nâng cao được ý thức của mọi người về bảo vệ môi trường. Vậy thì sau khi mà cuộc điều tra đã được diễn ra thì các em nhận lại được kết quả như thế nào? Sau khi kết thúc cuộc điều tra, em cảm thấy các bạn đã có đầy đủ những kiến thức, nhưng kiến thức phải đi đôi với hành động. Và sau đó thì chúng em đã tái chế những loại rác thải nhựa, ví dụ như là từ túi vỏ mì tôm, bìa cắt tông hay là những túi ni lông và túi vỏ bao gạo, cùng với đó là những chai nhựa. Qua những sản phẩm này, mặc dù nó khá là nhỏ bé, nhưng em mong muốn mọi người cùng với em có thể chung tay tuyên truyền không chỉ ở trường mà còn ở nhà để có thể chung tay bảo vệ môi trường. Qua nhận thấy được kết quả từ 194 câu trả lời thì các em cảm thấy các bạn đều rất là hào hứng, quan tâm và các bạn cũng có một số những kiến thức nhất định về ý thức bảo vệ môi trường. Và em cảm thấy rất vui và hào hứng khi các bạn đã ủng hộ được cái sự sản phẩm của chúng em ạ. Là người trực tiếp hướng dẫn cũng như là đánh giá về cái quá trình thực hiện dự án của các bạn học sinh thì cô nhận thấy dự án này mang những cái ý nghĩa như thế nào ạ? Dự án học sinh thực hiện thì có trải qua các bước, đấy là các em điều tra bằng cái bộ câu hỏi, bảng hỏi bằng Google Form. Và thông qua cái sự điều tra đấy thì các em sẽ thu thập được những cái ý kiến về cái ảnh hưởng của rác thải đối với môi trường và cũng tìm hiểu được là với các bạn học sinh đã biết cách phân loại về rác thải hay chưa và các bạn có biết là rác là tài nguyên hay không. Thì từ đó các em ấy sẽ làm những cái hình thức là để tuyên truyền, ví dụ như là các em thiết kế poster, các em làm ra các sản phẩm để tái sử dụng các phần rác thải mà lẽ ra nó ở ngoài môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường thì sẽ tái tuần hoàn nó lại. Với bản thân mình là người hướng dẫn thì mình thấy là cái dự án này rất có ý nghĩa đối với cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Ý nghĩa đây là tuyên truyền được rộng rãi hơn đối với người dân và đồng thời là cũng từ đó mà cái vòng đời của rác các em hướng đến các sản phẩm. Qua cái điều tra bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu thì các em đưa ra những câu hỏi, bộ câu hỏi để hướng đến học sinh để xem các bạn về sự nhận thức về rác các bạn đã nhận thức được nhiều chưa. Từ đó học sinh, cái nhóm dự án của các em thì các em sẽ đưa ra những cái biện pháp để khuyến khích các bạn học sinh tái chế rác và đồng thời là nêu cao được cái ý thức hơn nữa về bảo vệ môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ khi có nhận thức đúng, suy nghĩ đúng mới có thể dẫn đến hành động đúng. Những dự án ý nghĩa được lan tỏa sẽ góp phần vào việc thay đổi hành vi, thói quen, hình thành nếp sống văn minh và có trách nhiệm hơn với môi trường, đặc biệt là từ chính mỗi học sinh tại nhà trường. Đến đây thì chuyên mục Nói không với rác thải nhựa kỳ này của chúng tôi xin được phép khép lại. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chuyên mục trên trang web điệnbiêntv.vn hoặc kênh YouTube Đài truyền Điện Biên. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.